Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thế Đàn, sinh năm 1985, ngụ thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 8 tháng 11 năm 2020, Đàn sử dụng ma túy đá và lên cơn ngáo đá nên lấy xe máy chạy ra đường. Gặp anh Nguyễn Ngọc Sơn, ngụ xã Thành Lợi, đang chở vợ đi trên đường, Đàn đuổi theo. Đến giữa cầu Rạch Rích, Đàn vượt lên, cúp đầu xe, ép vợ chồng anh Sơn vào lan can cầu, đánh đấm túi bụi. Bị tấn công bất ngờ, vợ chồng anh Sơn bỏ chạy nhưng vẫn bị Đàn cầm gạch đuổi theo. Thấy điện thoại của anh Sơn rơi xuống đường, Đàn cướp lấy rồi tẩu thoát. Quá trình điều tra xác định, Đàn nghiện ma túy đá và từng có một tiền án vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tháng 10 năm 2020, Đàn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 2 năm tù vì tội tổ chức đánh bạc và đang trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án thì tiếp tục gây án. Sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Tân tuyên phạt 5 năm tù vì tội cướp tài sản, Đàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2021, hội đồng xét xử nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai. Và tại tòa, bị cáo cũng không cung cấp được tình tiết mới nào nên không chấp nhận kháng cáo. Như vậy, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp nhận cho hai tội cướp tài sản và tổ chức đánh bạc là 7 năm tù.